chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để mình chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường giảng dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, anh chẳng sợ điều gian khổ gieo nêu. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà.
đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời mà say đắm cho người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút say gặm gỡ mùa xuân, muôn hoa sắc hồng chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình anh chợt mơ hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhẹ em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Say đắm cho người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút say gặm gỡ mùa xuân, muôn hoa sắc hồng chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình anh chợt mơ hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhẹ em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút say gặm gỡ mùa xuân, muôn hoa sắc hồng chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình anh chợt mơ hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhẹ em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ, đường sang nhà vang trong pháo vui, theo kiểu hoa có đôi phụ xe, còn trông đợi bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu cho. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đo bốn phương, đứng đầu nón giữa đêm vừa xuống. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng muôn ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau, ngày vui
đến gần những nét trời hò xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tôi thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Bàn sao chắc không kịp mời, đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vừa xuống, nhớ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang, tình dâng ngút ngàn em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau, mùa thu đến gần những nhắn trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu mùa xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình.
anh ca điều ly quá khờ. Ôi đóa hoa tím trôi liu xiu, dòng sông nước chảy liu xiu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu. Sông, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly quá thơ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, cũng dân ca bắt cầu anh đến. Bằng lòng đi khúc dân ca điều ly quá cơ. Hoa thiên lý em đêm sẽ
có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là trai kính trình với chủng tộc và quý tộc và nhà gái. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm Mậu Tuất, là ngày hai thông gia, định lễ thành hôn cho hai con. Vậy gia đình nhà trai xin trình tắc lễ và cũng xin trình lễ nhập gia. Vậy kính chủ tộc và quý tộc hỏi nhà gái về chức lễ dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy chủ hôn nhà gái trân trọng kính thỉnh hòa nhà trai Phương Phẩm Nhật. Kết đèn giàn hoa phải chăng ngày cưới cô gái nhà bên, ngoài sân rền vang tiếng pháo, người đi đều khoe sắc áo đến chung niềm vui. Đám cưới người ta sao thật là vui, kìa xem chàng trai đi đón nàng dâu. Bông hoa từ tay chú rể choàng lên người cô dâu mới làm lễ tơ hồng. Bao giờ đến ta kết hôn? Sao anh chưa lo dạm hỏi? Em đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Hỡi em về dò ý mẹ cha, rồi anh đem chầu cau mai mối. Đứng trước ngày vui thấy lòng nôn nao, mình ba ngày nữa hỏi cưới làm chung. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết duyên đời. Ngoài sân rền vang tiếng pháo, người đi đều khoe sắc áo đến chung niềm vui. Đám cưới người ta sao thật là vui, kìa xem chàng trai đi đón nàng dâu. Bông hoa từ tay chú rể choàng lên người cô dâu mới làm lễ tơ hồng. Bao giờ đến ta kết hôn? Sao anh chưa lo dạm hỏi? Em đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Thôi em về dò ý mẹ cha, rồi anh đem chầu cau mai mối. Đứng trước ngày vui thấy lòng nôn nao, mình ba ngày nữa hỏi cưới làm chung. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết duyên đời. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết duyên đời. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết. Chủng tộc và quý tộc họ nhà gái, và hôm nay là ngày 26 tháng 11 và năm Mậu Tuất, là ngày hai thông gia, định lễ thành hôn cho hai con. Gia đình nhà trai tấn lễ gồm có các mâm phẩm vật, trước là dương cúng của miền thất tổ ông bà, sau gia đình nhà gái dùng lấy thiểu với gia đình nhà trai. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời chủng tộc cũng như quý tộc họ nhà gái chứng lễ dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân dịp hôm nay ngày lành tháng tốt giữa hai gia đình kết nghĩa thông gia, gia đình chữ đương duyên cho đôi trẻ vào buổi lễ thân kính hôm nay,
họ nhà trai có đem đến phần phẩm vật và lễ vật trước cho lên cúng của quyền sau thân tộc hai họ dùng để thiểu được tượng trưng cho buổi lễ thân thiết hôm nay. Tôi xin mặc phép đại diện chu hôn gia đình nhà gái nhận phần phẩm vật và lễ vật này để cho lên cúng của quyền sau đó thân tộc hai họ dùng để thiểu được tượng trưng cho buổi lễ hôm nay. Và dưới quý tộc và tưởng tộc họ nhà trai dù qua là gia đình nhà trai đã cắt ra đem các mâm phẩm vật cúng của quyền tất tổ ông bà đã trong giờ đây gia đình nhà trai cũng xin tiến hành cuộc lễ và cuộc lễ thì gồm có những các phần như sau đây. Và thứ nhất là hai ông gia lên đèn cho con nó lại ông bà, tiếp theo là chú rể lại ông bà và lại họ nhà gái, và cái tiếp theo nữa là gia đình nhà trai sẽ cho nữ trang cho cô dâu, cuối cùng là phần vợ con chầu và phần kình lễ rước dâu và thịnh nhà gái đến đưa dâu. Chúng tôi cũng có thông qua những chương trình vậy, giờ hành lễ đã bắt đầu và chúng tôi cũng xin nhường lời lại cho họ nhà gái hướng dẫn chương trình cho nó dễ dàng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cái trình như là buổi tập chúng tôi xin mời phép thông qua về thành phần nghi lễ của buổi lễ thân thiết hôm nay. Phần thứ nhất lễ lại của quyền, phần thứ hai lễ lại Phật, phần thứ ba lễ lại cáo bằng đêm, phần thứ tư lễ nạp trưng cho đồ nữ trang cô dâu, và phần thứ năm lễ khu mâm chầu, và phần thứ sáu lễ thân thiết rước dâu và thịnh họ. Kính thưa hội đồng buổi tập, thành phần nghi lễ của buổi lễ hôm nay có điều chi sơ sót nhờ quý tộc bổ sung thêm để buổi lễ được tăng thêm phần long trọng, chúng tôi thành thật biết ơn. Và theo nghi thức trong buổi lễ hôm nay, đầu tiên chúng tôi đề nghị ông chú hôn nhà trai và ông chú hôn nhà gái thử hương để cho cháu làm lễ lại của quyền. Nên theo đúng nguyên tắc thì lễ thượng đăng bái đường, nhưng mà xét thấy thì ông tham gia nhà gái ông chế lưu đèn, thành tử ra
lại ông nội bà nội đã quá già, ông có vô không? Chúng ta lên nhất bái đầu cuối lại, ông nội bà nội đã giảng sanh nơi miền cực lạc. Nhị bái dạy cháu con lớn nhỏ noi gương. Tam bái công ông nội bà nội mới dạng chữ miên trường. Tứ bái nay con bốn lại gọi là đền ơn. Dạ, kính thưa quý tộc, lễ lại ông nội bà nội quá dạng đã xong, nhưng mà hôm nay sẽ thấy ông ngoại bà ngoại còn tại đường. Bây giờ con lại dân rượu cho bà ngoại đi, không có ông ngoại. Ta nhận hai ly luôn. Nhìn bà ngoại nó đệ tử. À, ok. Rồi. Bác chú cậu mợ cô dì dượng cũng như bác xui, và đồng thời cô bác nó thì vui lòng bước đến uống dì dượng để cháu rể làm lễ lại ra mắt trong cái buổi lễ đến cô thân kính hôm nay. Thì hôm nay sẽ thấy thì ở trong cái bàn hội đồng này thì đây là dượng hả? Dượng thứ năm. À, thôi. À, rồi. Rồi, kế về xá à, sao đây vô? Con phải hiểu em ơi, có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người hỡi đừng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Xin thông qua với hội đồng biên tập phần nghi lễ của buổi lễ thân đến hôm nay, đến phần kế tiếp là lễ lại anh chị, chắc anh chị chế luôn rồi. À, thôi giờ xin thông qua với hội đồng luyện tập đến phần kế tiếp lễ nạp trinh cho đồ nữ trang cô dâu trong buổi lễ thân đến hôm nay, để chúng tôi giao phần này lại cho ông đại diện hội nhà trai. Dạ, kính thưa hội đồng luyện tập, đây dù qua là thú rễ và hành lễ lại ông bà cũng như lại họ đã xong. Phần tiếp theo là phần nhà trai để cho đồ nữ trang cho cô dâu. Vậy chúng tôi cũng thay lời cho nam hôn nhà trai xin kính định với tụ tập dẫn tập nhà gái kính lễ cho nhà trai cho dâu cho nữ trang cho cô dâu. Cái gì trên đó không gặp dạ vợ nhường sư phụ nói gì nữa sư phụ nhờ nhà gái nói giùm đi. Trong buổi tập theo phần nghi lễ của buổi lễ thân kính hôm nay, đến phần kế tiếp lễ nạp trinh cho đồ nữ trang trong buổi lễ thân kính hôm nay. Kính thưa hội đồng luyện tập, hôm nay họ nhà trai buổi lễ thân kính hôm nay cho con dâu đồ nữ trang tổng cộng là 1 cây 2 vàng 24 carat. Vậy chúng tôi kính trình với hội đồng luyện tập. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thắm mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhìn cầu. Em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để nguyên hương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thương tháng, trên con đường nắng đổ trắng trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay
trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thắm mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để huyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trắng trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Lập xong của mâm chầu à, theo nghi thức đó thì nghĩa là ngày xưa thì cái họ nào cũng có thờ cúng quyền, thành thử ra tam nhật ý kiến tổ tông biểu đường hôm nay xét thấy chúng ta thờ cúng quyền tại gia, để chúng tôi xin phép hội đồng biên tập và cho phép vô ra giờ của mâm chầu cúng cúng quyền. Miếng chầu nên nghĩa phụ thê, mẹ cha đã định em dìa với anh hết rồi, áo kim áo xanh bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo, quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Tập cũng như quý tập và nhà gái dù ba là cuộc hành lễ theo tình căn cũng như là dở mong cầu đã xong. Phần tiếp theo chúng tôi cũng thay là lời cho tập họ nhà trai xin nên chuẩn bị rước dâu và nhà gái đưa dâu đến gia đình nhà trai trước con biết gia đình sau dùng trước gia đình nhà trai một bữa cơm thân mật. Và trước khi ra đi chúng tôi cũng thay lời cho nhà trai kính chúc nhà gái được nhiều đều sức khỏe và làm ăn bao phát đạt và nam mô A Di Đà Phật. Em
em về có nước mừng vui, dương em về cho bên nghỉ ngơi. Huyền Hoa ơi, dừng đây thôi. Người ta họ cưới nhau rồi.
giàu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy ra cả niềm mà vui. Xem mới thấy được cả niềm. Người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Phải chi tôi được làm chú rể càng vô duyên ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự, trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Làm nghiêm có cô thì cười duyên, ôi sông ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia, đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắn ngời khen. Mây thổ được xem chiếc áo chèn áo cuối ngày xưa. em ơi có chi mà buồn so, khi ra diện tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kì kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào. Son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lầu mới, vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên, ôi son ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia, đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Gia đình nhà trai cũng xin chào mừng và cũng xin kính trình để tiến hành vào cái cuộc lễ. Chương trình cuộc lễ thì có những các phần sau đây. Thứ nhất là lễ đấu hôn cho chú rể và cô dâu đại ông bà. Và thứ hai là phần lại ông bà xong. Có một cái vị đại diện ở nhà gái thay lời cho nhà gái cũng có những cái món quà mà để rồi hồi hôn cho con gái của mình trước khi đi vào hành lễ. Chúng tôi
cũng sẽ thấy rằng về vấn đề hành lễ thì chúng tôi cũng không cần cho lắm. Hiện nay chúng tôi cũng nhờ vị đại diện ở nhà gái là đến đây hướng dẫn chương trình hành lễ dùm cho chúng tôi. Kính mời và cũng xin biết ơn trước và kính mời hội đồng dự tộc và vị thân tộc đã tham dự buổi lễ tân hôn này. Chúng tôi quý tộc nhân dịp hôm nay vào ngày 26 tháng 11 âm lịch cũng là ngày lành tháng tốt giữa hai gia đình bên việc tham gia để định kỷ lưu duyên cho đôi trẻ và buổi lễ thân nhất nước nhau về đến tận quốc gia. Chúng tôi xin làm phép phong qua về thành phần nghi lễ của buổi lễ hôm nay. Phần thứ nhất, đôi tân duyên thân làm lễ lại cổ nguyên. Phần thứ hai, lễ lại Phật. Phần thứ ba, lễ cáo và khen. Phần thứ tư, lễ bái song thân. Phần thứ năm, lễ lại ông mai và bà thần ống. Và sau cùng phần thứ sáu, anh chị cũng như bạn bè tặng quà trong buổi lễ tân hôn này. Kính thưa quý tộc, thành phần nghi lễ của buổi lễ hôm nay nếu có điều chi sơ sót, nhờ quý tộc bổ sung thêm để cho buổi lễ được tăng thêm phần trân trọng. Chúng tôi thành thật biết ơn. Và theo nghi thức của buổi lễ, thân đến nước châu về đến tận quốc gia hôm nay, chúng tôi đề nghị hai ông thông gia thượng hương và cổ quyền để cho đôi tân duyên thân làm lễ. Nhìn thẳng trước rồi. Xin lương nước cổ quyền cầu xin thất tổ kiếm đồng tiền hộ cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Xã là xã. Một, hai, hai, rồi tôi mới quên. Hai, ba, bốn, rồi mời hai tham gia về vị trí cũ. Hôm nay để thường hôm mới xong đến phần kế tiếp, đôi tân gia nhân làm lễ lại cung quyền. Xin thỉnh ý quý ông coi chế cho cháu nó xá bốn xá tài thế bốn lại là phải lại. À, rồi hai đứa cung tay lên. Xá trong hai xá. Một, hai. Quay ra trước không? Quay ra trước. À, cũng cung tay lên xá hai xá rồi á. Một, hai. Rồi quay ra trước. Cúi đầu bái lại tổ tông. Nhị bái na hai con thành lòng kết tóc xe duyên. Tam bái na hai con kết một lời nguyện. Tứ bái thủy chung như nhất thủy nguyện mẹ cha. Kính thưa quý tộc, lễ lại cung quyền để xong đến phần kế tiếp, lễ lại Phật hai đứa thắp tay lại con. Thắp tay lên rồi. Tiến bái cúi đầu thành tâm đỉnh lễ Phật đường. Nhị bái ơn sư tế độ tình thương nặng nồng. Tam bái na hai con nguyện kết nghĩa vợ chồng. Tứ bái cho phu thê hòa hợp sắc cầm bá niên. Kính thưa quý tộc, lễ lại Phật đã xong đến phần kế tiếp, lễ lại các bậc thiền hai đứa. Đầu cuối lại cha lành hợp đế. Nhị bái vợ trên chính lễ hoàng thiên. Tam bái nam mô mới kết một lời nguyện. Tứ bái ở ăn theo đất thánh hiền thuở xưa. Dạ, kính thưa hội đồng lưỡng tộc, ban ngôi thờ cúng gia đình đã xong đến phần kế tiếp lễ bái tộc. Ông bà ta thường nói ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, thì chúng tôi xin phép bếp quý tộc cho phép hai cháu nó làm lễ bái tộc cùng tay lên con. Nhất bái đầu cuối lại là Âu hay họ. Nhị bái nhờ trước tiên mới có hậu lai. Tam bái na hai con nguyện nối chí theo hoài. Tứ bái nhờ trên tiền bối chín ngày thành hôn. Dạ, kính thưa hội đồng, chúng tôi cũng xin thông qua với hội đồng lưỡng tộc để lại ông nội bà nội cũng như ông ngoại bà ngoại. Nhưng mà ông nội bà ngoại, ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại đã qua đời, thì chúng tôi xin phép quý tộc cho phép hai cháu nó làm lễ lại ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại đã qua đời. Cho dù không chúng ta là nếu bái đầu cuối lại nội ngoại đã giảm sanh nơi miền cực lạc. Nhị bái dạy cháu con lớn nhỏ noi gương. Tam bái công nội ngoại mới dạng chữ niên trường. Tứ bái na hai con bốn lại gọi là đàn ông. Kính thưa quý tộc, để lại ông nội bà nội cũng như ông ngoại bà ngoại quá giảng xong đến phần kế tiếp, để lại ông bà còn hiện tiền, để chúng tôi trân trọng kính thỉnh về hàng ốc cũng như hàng bà. Kính thỉnh từ ông hai đến ông út, từ bà hai đến bà út, thân tộc nội cũng như ngoại. Và đồng thời ông bà láng giềng vui lòng bước đến uống ly rượu để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng kính thỉnh. Ông Sáu dịnh cho ông Sáu. Ông Sáu, ông Sáu, ông dịnh cho ông Sáu. Dạ, dịnh cho ông Sáu gì đây. Dạ.
Làm sao uống không lễ luôn cháu ơi. Từ cậu hai đến cậu út, cậu mời cô dì dượng và đồng thời bác xui vui lòng bước đến uống rượu để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Bác xui vui lòng bước đến uống rượu để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi mời hai bác bước vô đi, hai bác bước vô đi. Bác gái này nè, qua đây. Rồi. Rồi gửi luôn đi chị, gửi luôn đi chị. Khoan khoan gửi đi chị, gửi cho chị, gửi cho chị. Rồi nhìn vô cái ly luôn nha. Nhìn vô ly, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Rồi nhìn vô cái ly. Rồi một cô nó qua đây đi, một cô nó qua đây đi. Hai hai gì chào chúc cái gì, chào chúc cái gì, nhìn vô đây luôn, nhìn vô đây bạn. Rồi nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Đi nhỏ luôn đã. Chạy được rồi chứ mình tính theo nữa này, nhìn đây nè. Nhắm mồi đi chưa nhìn đây ca, nhìn đây rồi còn cô bác gì nữa không? Dạ, kính thưa hội đồng đội tộc, kính thưa vị thần tâm. Hôm nay chúng ta sẽ thấy hai cháu từ nhỏ tương duyên cho đến lúc trưởng thành. Hôm nay hai cháu mệnh lệnh quy trường để mặc vào các chiếc áo tân hôn và chiếc áo vui quy để làm vui lòng huynh đệ và cha mẹ đôi bên cũng rất đổi vui mừng. Là vì hai đứa con đã làm nên đôi ba năm rực rỡ và lại còn có cành hương tu bay nghi quốc nội tâm ngoại tổ đồng chí tiến cho buổi lễ tân hôm nay. Vậy chúng chi đâu đẻ trên đường cho cha mẹ đi đôi bên. Chúng tôi đề nghị quý vị bên trong cũng như bên ngoài coi cặp phát tay thật lòng nhiệt để chúc mừng cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Rồi lễ bái song thanh này chế cho cháu nó sáng hay lại chế đi em. Rồi hai đứa cung tay lên sát thẳng tay sát con, một hai. Rồi xin thông qua với hội đồng luyện tập thành phần lễ lại bái song thanh đã xong, đến phần kế tiếp và lễ lại ông mai và bà sẽ nấu nếu có. Đến phần kế tiếp anh chị cũng như bạn bè tặng quà cho buổi lễ tân hôm nay, chúng tôi trân trọng từ em hai đến anh út, từ chị hai đến chị út, các tập hội cũng như ngoại và đồng thời anh chị lắng nghe vui lòng bước đến để uống rượu để chúc mừng cho hai em được trăm năm hạnh phúc. Và đồng thời kính mời bên trong cũng như bên ngoài nếu là bạn bè của cháu như là bước đến uống ly rượu để chúc mừng cho bạn mình được trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng kính thỉnh anh chui vào đi chui trai ngồi xuống đây ngồi xuống rồi nhìn đây
Dạ đây. Rồi xong uống đi. Ông ngoại. Đi. Ông ngoại. Ông đi vậy. Bây giờ ông già chồng xuống đây thì cho đội nữ trang, cho đội nữ trang cô dâu trong buổi lễ thân kính. Nhưng mà hôm nay rước dâu về đến tận tôi gia rồi, ông chủ hôn nhà trai còn cho thêm cô dâu ba chỉ vàng, cái này bổ sung cái số ba thì cho vàng cứng rồi, cái này bổ sung thêm đó nha. Ông già chồng bổ sung thêm ba chỉ vàng. Anh nhịn gì luôn, tôi ngang ruột, nhịn gì luôn nha. Cho tôi thấy vàng cái, né cái tay thấy vàng đi, né cái tay ở trên đó, đúng rồi đó. Ờ đúng rồi đó, nhìn đây, chú rể, đó, đó. Cười lên thôi. Cười lên thôi. Cười lên thôi. Tao giữa bữa nay đem vàng đỏ tay, không cười gì trên. Tao phải đem cho tao phân một, tao cũng cười hả hộp. Thông qua những hội đồng luyện tập đến phần kế tiếp, nếu anh chị không còn tặng quà nữa thì chúng tôi xin kính trình với hội đồng luyện tập nhân dịp hôm nay ngày lành thất tốt giữa hai gia đình kết nghĩa thông gia để định chữ luân duyên cho đôi trẻ và buổi lễ thân kính hôm nay. Chủ hôn nhà gái có cho con làm của hồn môn về nhà chồng tâm lắc dạng 24 năm chỉ vậy. Chúng tôi xin kính trình với hội đồng luyện tập. Qua đây đứng lên, qua đây đứng. Rồi đứng lên. Cô dâu nửa tay cho chị Xui, đứng lên chị Xui. Đứng xích vô, lên xích vô vợ lên, xích vô. Thôi khỏi rượu con. Khỏi rượu đi. Cái này cho làng rồi. Chơi vàng là mừng quá. Sẵn dịnh tôi chạy dịnh luôn, dịnh luôn chạy, chạy dịnh dịnh vô vàng luôn. Mấy trước thì lấy chân dịnh dậm. Vậy đó. Đúng rồi đó. Rồi. Nè, lên, cười. Rồi còn bạn bè gì tặng quà không? Nếu không thì tôi xin kết thúc lễ. Kính thưa hội đồng biên tập, thành phần chỉ lễ của buổi lễ thân kính rước dâu về đến tận tân gia đến đây đã xong, và sau cùng chúng tôi xin mời phép đại diện chủ hôn nhà trai kính thỉnh quý tộc bước vào nhà khách dùng như thân tộc một từng người thân phận, và sau đó chúc mừng cho đôi trẻ 100 năm hạnh phúc. Trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời.
Quý vị quan khách kính mến, có thể nói tình yêu và hôn nhân luôn là một chủ đề, là một kho tàng quý giá nhất trong cuộc sống của mọi người. Mà Lê Thắng tin chắc rằng ai trong mỗi con người của chúng ta cũng sẽ một lần sẽ chạm tay vào điều ước hạnh phúc đó. Và ngày hôm nay có thể nói hết sức lý tưởng khi ông Tô bà Nguyệt đã xe sở chị Hồng, đã bắt chiếc cầu nối, đã đánh thức hai trái tim ngủ mê, đã gọi mời tình yêu của cô dâu và chú rể đã chào đón bằng buổi lễ tân hôn khá long trọng như ngày hôm nay. Và chính vì vậy chúng ta cũng không thể nào quên đi những công ơn, những sinh thành của những người thiêng liêng, những người cao cả nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể, đó là song thân của cô dâu và chú rể. Và ngay đây xin được mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng lắng đồng lời phúc để hướng mắt về sáng lời của chúng tôi chào đón song thân của cô dâu và chú rể, đó là chủ hôn hai họ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời nam chủ hôn sẽ tiến về sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời ông Vương Dân Song cùng bà Nguyễn Thị Cúc, mong chào vỗ tay nồng nhiệt để chào đón nam chủ hôn. Ông Dương Hùng Anh cùng bà Lê Thị Đồng, mong chào vỗ tay nồng nhiệt để chào đón. Quý vị còn có muốn diện kiến chiếc sắc lệnh của chúng tôi đây là thông gia hai họ. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì họ sẽ chính thức sẽ chào đón một cô dâu hiền cũng như một chú rể thảo để có được một quà buổi lễ tân hôn khá long trọng như ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Lê Thắng sẽ được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nhận giây phút lãng mạn nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể ngay sau đây. Quý vị quan khách kính mến, có thể nói trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ. Và giây phút này đây xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về ngôi nhà hạnh phúc, nơi mà từ đây về sau chú rể Dương Lân sẽ gọi cô dâu Vương Triều bằng hai tiếng mình ơi. Mong chào vỗ tay nồng nhiệt để chào đón đông nguyên ương đẹp nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Quý vị quan khách kính mến, diễn biến chiếc sáng lời của chúng tôi đây là những gương mặt hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sẽ được thay mặt những người thực hiện chương trình thông gia hay họ, cô dâu chú rể sẽ được gửi lời tri ân đến toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ được kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc hai họ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng yêu ấm nồng. Chúc lễ tân hôn, chúc lễ tân hôn ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Quý vị quan khách kính mến, có thể nói trong đời sống hôn nhân thì cần lắm những sự yêu thương, những sự đùm bọc và sẻ chia lẫn nhau. Và ngày hôm nay thì những điều đó sẽ được cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng thể hiện qua hai nghi thức, đó là cắt bánh kẹp tình yêu và rót rượu hạnh phúc. Nghi thức đầu tiên xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về tháp rượu và sẽ cùng chung tay với nhau để bật chiếc nắp rượu tình yêu và sẽ cho đây, xin được mời tay phải của chú rể. Quý vị quan khách kính mến, chiếc sáng lệ của chúng tôi đây là một tháp ly thủy tinh được làm bằng ba lê trong sáng, nói lên tình yêu hôn nhân, tình yêu đôi lứa, một định lực của đất trời thì thầm kẻ nói. Thủy tinh đã cập bến mơ, đưa người lý tưởng vào bờ yêu đương. Và ngày hôm nay thì điều ước ấy đã được minh chứng bằng một buổi lễ tân hôn khá long trọng được tổ chức tại tư gia của chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa, tất cả quý vị quan khách đang có mặt ở đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Và ngay sau đây sẽ được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng cảm để chúc mừng cho cô dâu và chú rể bằng những lời chúc tốt đẹp nhất thông qua một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa cho quý vị. Và ca dao của chúng ta thường nói rằng cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới chảy thành sông. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể sẽ mượn hai ly rượu dâng bôi, cũng như dâng lên bố và mẹ, những người cao cả nhất trong cuộc đời bằng ly rượu hiếu thảo. Đây xin được mời cô dâu sẽ dâng lên mẹ chồng của mình bằng ly rượu hiếu thảo. Còn chú rể thân yêu sẽ dâng lên người ba ruột của mình ly rượu ngay sau đây. Và xin được mời cô và chú chúng ta sẽ nhận ly rượu hiếu thảo, ly rượu hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Quý vị quan khách kính mến, và hai ly rượu này sẽ nói lên lời chân thành cảm ơn. Cảm ơn người bố, cảm ơn người mẹ đã cho con một hình hài, đã cho con một sự sống cho đến ngày hôm nay để có được những hạnh phúc.
và tin chúc phúc tuyệt vời và lãng mạn nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được mời tất cả quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng lắng. Và ngay sau đây thì Lê Thắng sẽ được gửi lời mời đến tất cả quý vị quan khách đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đồng cảm với nhau để rót cho những ly rượu dâu bôi, những ly rượu nước ngọt và những ly bia, những ly trà đá của mình và nâng thật cao. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ cùng uống thật cạn để cùng đồng cảm với cô dâu và chú rể uống cạn ly rượu dâu bôi ngay sau đây. Và những ly bia, những ly nước ngọt của tất cả quý vị nâng thật cao được không ạ? Và sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ cùng uống thật cạn nha. Quý vị chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Đón nhận thông gia hai họ đã chào đón Diêu Hiền Dễ Thảo. Và ngay sau đây thì sẽ được mời thông gia hai họ. Trước tiên sẽ được mời hai chú. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước một bước và sẽ cùng thắt chặt với nhau từng kết nối tình thông gia bằng một cái bắt tay thân mật. Đây, mình giữ lại một hình ảnh rất là đẹp và tuyệt vời ngày hôm nay à, hai chú. Đây, sẽ được mời hai chú tiến về bằng cách và để chào đón những cái tác nghiệp của mình. Đây, sẽ được mời hai cô. Chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau bằng một cái bắt tay và sẽ giữ lại một hình ảnh rất là tuyệt vời. Đây, xin được mời hai cô tiến về bàn khách để chào đón những vị quan khách của mình. Xin được mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến về tháp kênh. Chúng ta đang nhìn cô dâu và chú rể đang tay trong tay để chia ngọt sẻ bùi trên chiếc bánh kem hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây, ngay sau đây thì... Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đón nhận cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau chiếc bánh ngọt đầu tiên của cuộc sống đầu tiên trong những ngày làm vợ thành chồng, cũng như là trao cho nhau những gì tin tưởng nhất trong cuộc đời, trao cho nhau cả hơi thở của mình trong suốt quãng đời còn lại mà cô dâu và chú rể đã có nhau trong hành nhân phúc ngày hôm nay. Cô dâu và chú rể thì chú rể cũng sẽ có một món quà tinh thần để dành tặng riêng cho cô dâu ngay sau đây. Và một món quà ngay sau đây cũng là một câu đố sẽ đặt ra cho toàn thể quý vị. Đã nói đố là phải có quà. Nếu ai mà trả lời đúng câu đố này thì chú rể dương lên sẽ tặng cho người đó 100 đô thôi quý vị. Một món quà tinh thần mà chú rể sẽ dành tặng cho cô dâu ngay sau đây là món quà gì ạ? Đúng không ạ? 100 bó tay cho người anh thân yêu này đã trả lời đúng câu hỏi. Rồi, sau buổi lễ ngày hôm nay thì sẽ được mời anh gặp chú rể dương lên nhận phần quà của mình. Rồi, ngay sau đây sẽ được mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng quay đối diện với nhau. Sẽ được mời tay của cô dâu đặt lên vai chú rể và tay của chú rể đặt lên nhau cô dâu. Quý vị quan khách kính mến, có thể nói theo quan niệm của người xưa, chú rể mà hôn vào má trái của cô dâu thì sẽ sinh 5 gái 1 trai. Còn chú rể mà hôn vào má phải của cô dâu thì sẽ sinh 1 trai 1 gái. Còn chú rể mà đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nồng thắm của cô dâu thì sẽ sinh 1 trai 1 gái. Thế sẽ được hỏi chú rể trong 3 phương án trên thì chú rể sẽ chọn phương án nào? Trả lời đi anh, trả lời đi. Giữa. Hôn trước giữa là hôn ở đâu quý vị? Hôn trước giữa là chắc là phương án thứ 3, đó là hôn môi. Một tràng vỗ tay để chào đón cô dâu và chú rể sẽ dành tặng nụ hôn này được không ạ? Thế sẽ được mạng phép hỏi chú rể, từ lúc quen nhau tới đến hôn nhân ngày hôm nay, chú rể đã từng hôn cô dâu lần nào chưa? Cái thiệt nha, cái thiệt. Nhiều rồi. Anh nói hôn nhiều rồi tôi còn tin chứ, mà anh nói chưa là chưa tin. Và ngay sau đây thì phương án thứ 3 đó là hôn lên môi, một trai một gái. Và ngay sau đây, sau 3 tiếng đếm, tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng dành tặng một tràng vỗ tay để chào đón nụ hôn chú rể dành tặng cho cô dâu nha. Rồi, xin được mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị. 1, 2, 3.
ban chương trình xin được chúc cho cô dâu cùng chú rể sẽ có được ngày nào cũng là ngày vui vẻ và tháng nào cũng là tháng yêu thương, và đặc biệt là năm nào cũng là năm hạnh phúc. Và tin chắc rằng trong tương lai sẽ chào đón những tiếng khóc cũng như những đứa con thân yêu sẽ chào đời được những sự yêu thương của ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại. Còn bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về bàn tiệc và sẽ cùng chào đón những người khách thân yêu của mình, thông qua đó sẽ chụp những tấm hình lưu niệm trong khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi I'm not afraid to die.
Oh,